Thưa quý vị, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk-yeol và Phu Nhân tới Việt Nam theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Trong không khí hữu nghị cởi mở, chân thành, hai bên đã đi sâu trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm và đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng. Hai bên nhất trí cho rằng, trong chặng đường hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã có bước tiến triển vượt bậc với những dấu mốc quan trọng. Từ đối tác toàn diện năm 2001 đến đối tác chiến lược năm 2009 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2022, hai nước đã thực sự trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện, hai bên đã trao đổi, thống nhất về một số định hướng lớn thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới. Về chính trị đối ngoại, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên giao lưu, tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Qua đó, không ngừng củng cố tin cậy chính trị và làm sâu sắc quan hệ lãnh đạo cấp cao hai nước, cùng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về kinh tế, thương mại, đầu tư, hai bên cùng nỗ lực đưa hợp tác kinh tế lên cấp độ mới, sâu sắc và hiệu quả hơn. Phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ và hướng tới mục tiêu 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ các sáng kiến với mong muốn chung đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực, nhất trí hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong đó có hợp tác ASEAN Hàn Quốc, Mekong Hàn Quốc. Hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN về bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế UNCLOS 1982. Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã cùng chứng kiến lễ ký kết hợp tác 17 văn kiện trên các lĩnh vực của các cơ quan hữu quan của hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đã có buổi gặp gỡ với báo chí để công bố kết quả hội đàm. Hai bên nhất trí cho rằng, trong chặng đường hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã có bước tiến triển vượt bậc với những dấu mốc quan trọng. Từ đối tác toàn diện năm 2001 đến đối tác chiến lược năm 2009 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2022, hai nước đã thực sự trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như các công trình trọng điểm quốc gia và các dự án BOT, xây dựng nhà máy nhiệt điện, điện khí tự nhiên quá lỏng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, đô thị thông minh, chú trọng chuyển giao công nghệ nguồn cho Việt Nam. Về hợp tác phát triển ODA, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, triển khai hiệu quả các khoản hỗ trợ ODA của Hàn Quốc cho Việt Nam. Hàn Quốc nhất trí tiếp tục mở rộng quy mô viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, hai bên vui mừng trước việc ký kết thỏa thuận hợp tác Quỹ xúc tiến kinh tế Hàn Quốc EDPF trị giá 2 tỷ USD để triển khai các dự án đầu tư phát triển có quy mô lớn trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị tại Việt Nam. Về văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, hai bên nhất trí thúc đẩy mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau trong các tầng lớp xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân của nhau. Chủ tịch nước tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai nước và với sự đồng thuận của nhân dân hai nước, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sẽ tiếp tục được làm sâu sắc vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.